có một thí sinh nhí rất tài năng, cho nên người ta mới gọi là tài không đợi tuổi là ở chỗ đó. Nhưng mà bởi vì thí sinh này quá ấn tượng, cho nên quý vị khán giả đã dành rất nhiều tình cảm yêu mến cho cậu bé này. Đó cũng là một áp lực, bởi vì khi xuất hiện trở lại thì cậu bé phải làm gì đây để tiếp tục tạo ấn tượng tốt với quý vị khán giả? Đó là bé Huỳnh Minh Hoàng, hay gọi dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nghe hơn bé Cutin. Ha ha ha!
Xong chưa anh Sáu? À, anh xong rồi. Chào ạ. Trời ơi, ông Sáu ông nhiêu tuổi vậy? Qua đây, qua đây, qua đây đứng ông Sáu. Ông Sáu nhiêu tuổi, cô đang trang hỏi kìa. Con không biết. Trời ơi, không biết. Lẩm cẩm không biết. Nhiêu tuổi, tuổi rồi con bao nhiêu ký con biết không? 21 ký. 21 ký. Số tuổi không biết nhưng mà số ký thì biết. Trời ơi. Giờ giám khảo cho 10 điểm mới đi thi hả? Không, cái đó diễn thôi chứ không phải nói thiệt. À, cái đó là trong cái bài diễn mà. Bài diễn thôi. Giờ cho rớt à, cho rớt vậy làm ruộng nha. Giờ mừng ruộng. Mừng ruộng à. Chịu không con? Chịu không? Con không biết. Con không biết. Con không có biết cái gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ con muốn nghe giám khảo nói không? Trời. Con muốn nghe ai nói trước? Chú Hoa Linh. À chú, sau khi nghiên cứu rất lâu chú Quay Linh. Dạ mời chú Quay Linh. À, về cái nhanh nhạy của Putin thì có lẽ là quý vị ai cũng biết rồi. Và cậu này là đang rất là hot ở trên mạng. Và Linh cũng đã làm việc với Putin trong một cái phim. Và Putin là một cái người rất là nhạy bén. Cái cách ứng xử của cậu ấy cũng rất là hay. Tuy là nhỏ nhưng mà nói chuyện rồi từ ngữ rồi giỏi lắm. Ngày hôm nay nghe con hát bài này cũng đã. Nghe con diễn bài này cũng quá hay. Dĩ nhiên là có một cái đoạn nó hơi chệch choạc là cái khúc mà hát vô cái lòng của câu giọng cổ đó thì nó hơi chệch choạc chút xíu, nhưng mà với cái tuổi của con như vậy thì chú bỏ qua, ráng cố gắng tập cho kỹ hơn nữa nha. Dạ con. Dạ con. Dạ. Dạ, rồi mời cô Thanh Hằng. Ơi ơi, cô nói thật với con nha. Chú Hoài Linh nói như vậy là đầy đủ quá ý nghĩa rồi, nhưng mà cô nói thêm cái nữa là cô chịu là tại vì con cái sự đam mê của con đó, con giỏi quá, con có đam mê cho nên con mới học thuộc từng chữ, từng tỉnh, từng quyện, từng cái coi như là từ cái bánh bía mà con cũng nhớ nữa, thành ra là cô chịu. Cô Hằng cũng chịu luôn. Ủa nó nghe nè, nãy cô giờ cô Anh Hằng ở nhà con có bánh bía Dũng Thơm á. Ừ vậy đó hả? Giỏi. Sao con không mang tới đây? Không được. Sao vậy? Mẹ nói là không được đem cho ai hết, chỉ cho mình mẹ ăn. Trời ơi. Chỉ cho cả nhà con ăn thôi à. À, cho một mình mẹ con ăn thôi hả? Ở nhà mẹ con gì? Thật là thảo ăn. Ở nhà mẹ con ham ăn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Con mẹ đút con ăn nguyên cái chén đầy. Ép con ăn nữa. Cho nên con mới mập vậy nè đúng không? Cho con mới khỏe, con mới trí nhớ. Mẹ con muốn con ăn nhiều để con mau lớn thôi mà, đúng không? Vậy đúng rồi. Rồi. Nãy trong cái tiết mục vừa rồi của con á, con có thiếu sót cái chỗ nào không? Lúc mà anh bốn không đi mừng ruộng đó rồi sao nữa, nãy con bị thiếu nãy, đó. Nãy con mới thấy con chào từng người mà. Cái nhạc nó gần. Đúng rồi. Nó gần bái để con hát, con chụp nhạc con hát luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ nhạc nó đoạn đó đi. Nhạc mà con chụp luôn á. Tức là phải chụp hát liền chứ không thôi là trễ nhạc. Không phải con chụp bằng cái tay mà con chụp bằng cái miệng. Thì đó. Thì chú đang diễn tả cho người ta dễ hiểu đó con. Tức là con chụp nhạc vậy nè, đúng không? Cô Tiên có một đặc điểm là diễn xuất á rất là tập trung, mà thậm chí là ứng đối liền. Cô Đoan Trang vừa vẫy tay chào là đã vẫy tay trả lời lại liền. Nhưng mà một mặt khác thì rất là tỉnh táo, nhạc vô là luôn đúng, chứ không phải mãi mê diễn mà quên nhạc. Thì cái điều đó Putin có thể kiểm tra được bản thân mình được, quá tuyệt vời là lứa tuổi của con, đúng không? Mà đặc biệt cái miệng con làm vậy có duyên lắm đó. Chú Đại Nghĩa làm giống vậy được không? Thế ghê. Dạ thôi bây giờ thì mời các vị giám khảo hãy cho biết sự lựa chọn của mình nha. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Đi tiếp nha con ha. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý cho con đi tiếp. Mời cô Đoan Trang. Con là Siêu Nhí, đi tiếp. Đi tiếp. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng cũng đồng ý và chú Hòa Linh đồng ý. Chú Linh cũng đồng ý luôn. Chúc mừng con về với thầy chủ nhiệm của mình. Trời ơi, con là trường hợp với thầy lắm luôn á. Thầy về với thầy giáo báo nè.